Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Bảo Thanh chúc mừng sinh nhật con trai, dân mạng suýt xoa, soái ca tương lai là đây. Đời mẹ cũng sang trang từ khi có em, biết bao vất vả ngược xuôi, biết bao tủi hờn nước mắt để mình có được như ngày hôm nay. Vì em, vì mẹ yêu em, để đổi lấy nụ cười hồn nhiên của em, mẹ thấy vô cùng xứng đáng. Bảo Thanh xúc động viết nhân ngày sinh nhật con trai. Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên Về Nhà Đi Con Bảo Thanh đăng hình ảnh mừng sinh nhật cu cậu con trai, kèm dòng chia sẻ cảm xúc, hạnh phúc. Bảo Thanh viết rằng, Happy birthday, em Bin Bảo, em mèo bé bỏng yêu thương nhất trên đời của bố mẹ. Nếu như theo giọng kể của bố, ngày 19 tháng 8 là ngày mẹ đau đẻ, thì hôm nay chính là ngày mẹ sinh em ra đời. Nhớ cái ngày mãi không bao giờ quên, em là điều kỳ diệu nhất mà ba mẹ có được. Đời mẹ cũng sang trang từ khi có em, biết bao vất vả ngược xuôi, bao tủi hờn nước mắt để mình có như ngày hôm nay. Vì em, vì mẹ yêu em, để đổi lấy nụ cười hồn nhiên của em, mẹ thấy vô cùng xứng đáng. Bố mẹ nào cũng sẽ làm tất cả để con cái mình được vui cười, được đủ đầy và hạnh phúc, và mẹ cũng vậy. Mẹ mong em lớn lên trưởng thành cùng lòng nhân từ. Em sẽ là người đàn ông có trách nhiệm, có đạo đức, yêu thương gia đình, chàng trai thông minh lém lỉnh của mẹ. Mẹ yêu em thật nhiều. Dưới phần bình luận, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến bé Bin, cũng như cảm động trước tình cảm Bảo Thanh dành cho con trai. Không những vậy, chiêm ngưỡng loạt ảnh mà nữ diễn viên chia sẻ, ai cũng suýt xoa trước sự lém lỉnh thông minh, gương mặt chuẩn soái ca tương lai của quý tử nhà Bảo Thanh. Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng đến bé Bin. Đáng chú ý nhất, lời chúc mừng của nữ diễn viên Lan Phương với mong muốn làm thông gia. Được biết, con trai của Bảo Thanh tên đầy đủ là Nguyễn Đức Bảo, tên ở nhà là Bin, năm nay tròn 9 tuổi. Không chỉ sở hữu gương mặt soái ca như Hàn Quốc, cậu bé từ nhỏ bộc lộ năng khiếu nghệ thuật như mẹ, sự thông minh lém lỉnh từ bố. Trước đó không ít lần, Bảo Thanh cùng con trai dắt tay nhau làm mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng. Mắt một mí cùng gương mặt điển trai, bé Bin được mọi người dự đoán là soái ca trong tương lai. Bảo Thanh sinh năm 1990, quê tại Bắc Giang. Cô lập gia đình và sinh con khi mới 21 tuổi. Lúc đó, nữ diễn viên đang là sinh viên năm thứ ba, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Nhưng nữ diễn viên từng trải lòng, quyết định sinh con ở tuổi 21 là không hề dễ dàng đối với cô, nhất là đối với cô bé sinh viên chân ướt chân ráo lên thủ đô. Khi đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì sợ, sợ liệu mình làm mẹ như thế nào, làm mẹ có khi đang đi học cuộc sống ra sao. Tuy nhiên, nỗi sợ lớn nhất là sợ không biết mình có làm tròn trách nhiệm của một người mẹ hay không. Nữ diễn viên cho biết, trong giai đoạn khó khăn ấy, cô may mắn vì chồng cô là người tốt, sẵn sàng bao bọc cô mọi lúc mọi nơi, nhất là giai đoạn cô bị mất tâm lý vì lần đầu làm mẹ. Với Bảo Thanh, cô luôn tự hào hạnh phúc khi có người chồng tâm lý, chu đáo, hết sức yêu thương cô và chăm sóc gia đình. Dù rất lần đận về đường tình duyên trên màn ảnh, ngoài đời, nữ diễn viên Về Nhà Đi Con luôn khiến công chúng ngưỡng mộ, ghen tị với tổ ấm hạnh phúc của gia đình. Không nức nở trên phim Bảo Thanh ngoài đời được chồng yêu hết mực thế này đây. Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã. Sau sống chung với mẹ chồng, Bảo Thanh được chú ý với vai anh Thư trong phim truyền hình gây sốt Về Nhà Đi Con. Càng về giai đoạn cuối phim, cuộc sống của Thư xoay quanh nước mắt và khổ đau. Hôn nhân hợp đồng đổ vỡ khiến cô phải trở về nhà bố đẻ. Trái ngược với số phận trên màn ảnh, Bảo Thanh ngoài đời có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và con trai 8 tuổi. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ nhiều ảnh tình cảm bên ông xã cùng những lời ngọt ngào. Cô gọi anh là đại gia tài trợ mọi chuyến đi của em. Chồng Bảo Thanh thường xuyên đón vợ đến phim trường, đồng hành cùng cô trong các hoạt động giải trí sự kiện. Cô và ông xã Đức Thắng vừa kỷ niệm 9 năm ngày cưới hồi tháng 2 bằng chuyến du lịch Thái Lan. Bảo Thanh tâm sự, cô được bạn đời yêu chiều hết mực. Anh là người chồng tâm lý, biết thông cảm cho công việc của vợ, tạo điều kiện cho cô được thoải mái theo đuổi nghệ thuật. Gặp một người đàn ông trưởng thành, mãi mãi bạn chẳng cần lớn, nữ diễn viên 9X hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Bảo Thanh bộc bạch chồng cô là trụ cột gia đình, vì thế cô không bị áp lực kinh tế, chỉ nhận những vai mình thực sự thích.
Anh Thư của Về Nhà Đi Con tâm sự công việc bận rộn nhưng cô luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đưa con trai đi du lịch, gắn kết tình cảm gia đình. Cô dự định sinh thêm em bé vào năm sau. Hình ảnh xinh đẹp gợi cảm ngoài đời của Bảo Thanh, bà mẹ một con, không có lợi thế chiều cao nhưng sở hữu vóc dáng cân đối, thon gọn. Cuộc sống của cô bây giờ bình dị, không bon chen, rảnh rật. Ba năm qua, những người trong gia đình mình, dù không muốn nhưng vô tình bị lôi vào showbiz, tôi muốn bảo vệ gia đình khỏi những thị phi không đáng có. Bảo Thanh tâm sự về cuộc sống hiện tại khi được hỏi về chuyện ồn ào trong quá khứ. Cô trải lòng. Đôi khi có những thứ tự nhiên rơi vào đầu thì mình phải gánh chịu. Tôi chỉ thích cuộc sống giản dị bên gia đình. Bảo Thanh bị nghi đã xoáy hot girl 3 giây trong Về Nhà Đi Con. Nhiều khán giả cho rằng bài viết mới của Bảo Thanh ám chỉ hot girl 3 giây Khánh My. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định cô không biết Khánh My là ai. Về Nhà Đi Con đã kết thúc, tuy nhiên có nhiều chủ đề khiến dư luận bàn tán về bộ phim, đặc biệt là sự xuất hiện của hot girl Nguyễn Khánh My sinh năm 2000. Dù chỉ đóng vai khách mời, xuất hiện 3 giây, nhưng từ trước đó vài tháng, Khánh My đã giới thiệu về vai diễn của mình. Cô khoe mình diễn vai tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình Vũ, thậm chí thường xuyên chia sẻ ảnh hậu trường. Màn quảng cáo quá đà khiến Khánh My bị chỉ trích. Đăng bài viết đúng thời điểm hot girl sinh năm 2000 vấp phải tranh cãi, Bảo Thanh làm dấy lên nghi ngờ đá xoáy Khánh My. Cô viết, đừng bao giờ mang nỗi đau của người khác ra làm trò đùa. Đừng câu like, câu view rẻ tiền ngớ ngẩn. Bài học cho em và cũng cho rất nhiều người. Để có được thành công phải biết hy sinh và đánh đổi bằng nước mắt. Rồi em sẽ trưởng thành bằng những vấp ngã. Rồi em sẽ hiểu có được lòng tin thì khó, đánh mất nó chỉ một lần quay đầu. Một ngày có quá nhiều công việc cần xử lý, mà có vẻ mình càng dễ tính lại càng bị xem thường. Đừng thấy bé không nói gì mà bắt nạt nhé. Trưa nay, về tới nhà, đập vào mắt là khung cảnh không thể ngọt ngào hơn. Mẹ và anh Tấm đang sửa soạn mâm cơm cúng rằm tháng 7. Tủi thân suýt khóc, rồi bao nhiêu mệt mỏi, bực bội, stress đều tan biến. Đúng là bão tố luôn dừng lại sau cánh cửa nhà mình. Về tới nhà luôn luôn là niềm vui, là thiên đường hạnh phúc nhất. Nữ diễn viên viết thêm trên trang cá nhân của mình. Sau khi đọc bài viết, nhiều khán giả cho rằng diễn viên Về Nhà Đi Con đã xoáy Khánh My. Chị đang nói đến cô gái ở bãi biển trong tập cuối phải không? Một khán giả đặt câu hỏi. Bài viết của chị rất hay và đúng, để có được thành công phải biết hy sinh và đánh đổi bằng nước mắt, thậm chí bằng máu. Tài khoản khác bình luận. Giải đáp nghi án đá đều Khánh My, Bảo Thanh trả lời. Tôi không biết cô ấy, cũng không biết vụ việc mọi người đang bàn tán. Bài viết của tôi chỉ là sự giải tỏa bức xúc, căng thẳng cá nhân, chứ không liên quan đến nhân vật mà mọi người nhắc đến. Cô hy vọng công chúng không hiểu sai và suy đoán. Rộ tin đồn Thu Quỳnh và Bảo Thanh bằng mặt không bằng lòng và câu trả lời chính thức từ người trong cuộc. Việc hai nữ diễn viên không bao giờ tương tác với nhau trên trang mạng xã hội làm rộ lên nhiều nghi vấn về mối quan hệ của họ. Thành công từ những bộ phim trước, nhưng khi bước ra từ Về Nhà Đi Con, cả Bảo Thanh và Thu Quỳnh đều đã khẳng định một lần nữa vị trí nữ diễn viên hàng đầu của mình trong làng phim truyền hình. Tuy nhiên, cũng chính vì điều này, mối quan hệ ngoài đời của Bảo Thanh Thu Quỳnh được chú ý nhiều hơn. Trong khi hầu hết các diễn viên đều tương tác với nhau thường xuyên trên mạng xã hội, hậu phát sóng Về Nhà Đi Con, riêng Thu Quỳnh Bảo Thanh lại không bao giờ nhắc gì đến nhau. Thậm chí em út Bảo Hân thường xuyên đăng ảnh các chị, nhưng không thấy hai nữ diễn viên vào bình luận ảnh chung. Điều này khiến khán giả nghi ngờ mối quan hệ của Thu Quỳnh Bảo Thanh có gì đó không ổn. Mới đây trong cuộc phỏng vấn, Thu Quỳnh thẳng thắn chia sẻ về điều này. Cô cho biết, ba chị em Huệ, Thư Dương trong phim ra sao, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân ở ngoài đời như vậy, chỉ là không phô trương ra ngoài cho mọi người thấy. Thu Quỳnh tiết lộ, Bảo Thanh vì có gia đình rồi, không thể tụ tập nhiều với hai chị em, nhưng sẵn sàng giúp đỡ, đặc biệt với Bảo Hân, vì cô em út mới bước chân vào showbiz, còn bỡ ngỡ với việc đi sự kiện, họp báo, nên Bảo Thanh là người đưa quần áo của mình cho Hân mặc, Thu Quỳnh thì đưa em đi trang điểm làm tóc. Thu Quỳnh nói, tôi cũng biết có rất nhiều khán giả tò mò lắm, họ thắc mắc tại sao chỉ có ảnh Bảo Hân chụp với Thu Quỳnh riêng, Bảo Hân chụp với Bảo Thanh riêng mà không có ảnh ba người. Rõ ràng quay phim với nhau thấy thân nhau lắm, hiểu nhau trên phim nhưng không biết ngoài đời như nào, không thể tương tác gì. Thực tế tôi với Bảo Thanh không có Facebook của nhau, Thu Quỳnh nói. Cô lý giải, vì mình và Bảo Thanh không có Facebook nhau không phải vì bất đồng hay ghét bỏ gì, mà cả hai cho rằng không cần thiết phải thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Họ vẫn quan tâm nhau thường xuyên qua những cuộc gọi điện, qua những lời hỏi han trực tiếp.
Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.